Có người nói câu đi cô ơi, để cộng điểm cho nhiều. Người nói câu thì các bạn nào xung phong là cứ cứ giơ tay đi, tất cả xung Tại phong cứ nói mấy đi, xung bài phong. trước, tại mấy bài trước em nói nhiều quá, nhiều điểm cộng quá. Người Thì các bạn đang ý thì các bạn cứ giơ tay đi, cô sẽ đảm bảo có thể mời hết. Dạ. Các bạn nào chỉ bạn cứ giơ Mọi tay người đi, ơi nói đi. em thôi. Rồi cứ giơ tay đi ha, thì sẽ Cô mời. đi ăn lại đi cô. À tình huống lâm sàng này cô có gì không? À Em luôn đi cô. Muốn cho luôn à? Rồi cho người cũng được. Rồi các bạn gái giơ tay chưa? Mới có hai bạn giơ tay à? Còn các bạn khác thì sao? Chị sao phải ngại ha? Các bạn gái cứ giơ tay với miệng nha. Cứ giơ tay đúng hay sai thì cô cũng sẽ lấy điểm cộng lên đó. Nhưng mà cũng đừng đi sai quá thôi chứ. Cũng đừng xa quá thôi chứ. Hôm nay là em kìm lắm luôn, em không nói để cho nhường cho các bạn nói. Trung bình mà đúng không? Rồi mời bạn Mỹ Lệ phát biểu.
Dạ, cô là em thấy là bệnh bây giờ nói là 5 năm trước thì là mình dựa vào cái ngưỡng điều trị thì là em thấy là bệnh nhân xác là định nó là to chứ chị. bệnh nhân ở huyết áp độ 1 là 145 đến 78 là huyết áp độ 1. Thì sau đó mình phải dựa vào cái phân tầng nguy cơ tim mạch thì bệnh nhân này là không có cái bệnh lý ở tim mạch thì mình phải xét thang điểm score. Thang điểm score thì em thang ra là nó ở mức là trung bình hoặc là cao. Nên là bệnh nhân này buộc là phải dùng thuốc ngay từ đầu, là phải kết hợp hai thuốc. Dùng thuốc đúng không? Dạ Kết hợp còn hai thuốc đúng không? dạ Rồi, vậy là dùng thuốc đúng chưa? dạ còn cái nếu tính hiện tại bây giờ á thì là bệnh nhân là 83 tuổi thì nó lớn hơn 80 rồi. Thì là bệnh nhân này buộc phải kiểu như là dùng đơn trị đó cô. Huyết khối áp như vậy là dùng độ 1 như vậy là dùng đơn trị. Rồi, mời bạn Hồng Vân trả lời. Dạ em cũng suy nghĩ giống như chị Lệ trả lời vậy cô. Vậy bạn nào tính theo nghiệm coi đi cô được không nhé? Bạn cũng dùng theo nghiệm coi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bạn giải thích cho cô. Bệnh nhân ở đây là 83 tuổi, mình có thang điểm của mình có 65 thì mình sẽ chọn ở cái mức huyết áp là mức độ là 180. Tại vì tuổi trên 65 tuổi hay là 8. Ở đây là một số bạn hay bị lừa, 5 năm trước á, là 8. Bây giờ 83 tuổi 5 năm trước có nghĩa là các bệnh nhân đó trừ đi tuổi đó nha, trừ đi 5 năm đó nha. 78 tuổi. Trừ đi 78 tuổi đó nha. Sao? Thì cái mức 78 tuổi đó là trên 65 tuổi thì mình cũng chọn cái hàng này thôi. Chứ mình cũng đừng xác định là mình phải chọn hàng cao nhất nha, không phải nha. Mấy cái hàng này là huyết áp. Còn như cô tức là cô nói về cái 40 tuổi nãy á, mình phải suy nghĩ là nếu mà có cái dòng 30 tuổi dưới này á thì những cái điểm dưới 30 á nó cũng sẽ thấp hơn cái điểm này, đúng không ạ? Thấp hơn cái điểm không không này nên mới chọn cái dòng này dưới. Còn nếu mà trên tuổi này á thì cái nguy cơ nó sẽ càng cao hơn nữa nha, nên là mình muốn chọn cái dòng maximum này nha bạn nhé. Cứ trên 65 tuổi, lỡ mà 65 tuổi ở đây bệnh 78 đúng không, thì mình sẽ chọn nguyên cái hàng này. Bệnh nhân là nữ không biết Dạ mà không nói gì thì mình sẽ chọn cái ô này đúng chưa? em là cái 40 tuổi á, em chọn theo tương tự như vậy á. Không phải đâu nha, cô ý khi cô hồi nãy cô nói là kiểu như là dưới 40 tuổi cái dòng này đã là không không rồi thì nếu mà dưới hơn nữa thì nó sẽ là cái điểm cũng là không luôn, nên mình không có tính, không cần kiểu như là mình sẽ thấp hơn nữa. Còn cái trên đó là nó nguy cơ sẽ càng cao mà tuổi càng cao nguy cơ càng cao, mà nên là mình lấy cái dòng maximum này cũng chưa chính xác, nên là mình cứ trên 65 tuổi mình cứ lấy đúng cái cột này và mình dò cái huyết áp thôi nha, dò cái huyết áp rồi bạn cũng biết thông tin bạn lấy cái ô này rồi đúng không, rồi sao nữa bạn có nữa không? Dạ cô nói được, bạn em nó đang yếu nó lè rè cái không nghe gì hết. Có nghe cô nói không, bạn này anh giờ bạn xác định là nữ rồi, không hút thuốc lá rồi đúng không? Dạ Huyết áp bao nhiêu? cô huyết áp là 145, là chọn dòng 140 đúng không? Rồi thì sao, rồi sao nữa, rồi sao bạn biết nguy cơ nào? nó nằm ở mức số 2 cô. Mức số 2 là sao, là con số 2 hả? Là mắc ở mức trung bình. Tức là khi mà các bạn thấy con số này mà cô không cho cô lấy tư toàn phần đúng không, thì mình thấy là dù cô lấy tư toàn phần bao nhiêu thì nó sẽ là điểm 2 hoặc điểm 3 thôi, và điểm 2 điểm 3 thì nó suy ra nguy cơ trung bình được chưa, đúng không bạn nha, là nguy cơ trung bình ha. Thì từ nguy cơ trung bình và tăng áp độ 1 thì suy ra là phải dùng thuốc ngay được chưa, nên là 5 năm trước là mình phải dùng thuốc rồi ha. Rồi về câu hỏi của tôi hiện tại là sau đó mình có câu hỏi thêm là hiện tại thì mình nên dùng, nếu mà bắt đầu dùng thuốc thì nên dùng thuốc gì.
Thì hiện tại thì quay lại thực tế thì bệnh nhân lại là thuộc cái đối tượng tuổi cao rất là lớn hơn, lớn bằng 80 tuổi, 83 tuổi lớn bằng 80 tuổi, nên là nó mình sẽ áp dụng cái gì? Áp dụng gì các chị? Áp dụng phần ở lại là bạn Kim Ngọc trả lời nữa thôi, áp dụng mình đơn trị hay phối hợp? Con là dùng đơn trị. Dùng đơn trị nha. Còn nếu mà giả sử trước đây bệnh nhân nhỏ 80 tuổi khi đó thì mới dùng phối hợp thuốc, còn bây giờ bệnh nhân lớn tuổi thì mình có thể dùng đơn trị thôi, tại vì bệnh nhân trên 80 tuổi nha. Cô coi chị nãy em nói đúng rồi cô. Ai nói? Vậy cái em nói đầu tiên á, em cũng chọn là ở mức trung bình một cô cũng nói đúng, cô sẽ cô nói em nó sai. Vậy hả? Cô xin lỗi nha. Tại vì hồi nãy có không cần dùng thuốc á, ngay từ đầu á. Đâu cần dùng thuốc mà ý là cũng xét điểm score với lại tối giá của mọ thì cũng như phải dùng thuốc ngay rồi. Rồi có cái là tại vì như là khi mà hồi nãy nó có xác định tuổi là sai thôi, đúng không bạn có nói là về đúng thời điểm đúng không, xác định 83 tuổi là sai. 83 tuổi là sai, sau đó bạn này nói là dùng thuốc ngay đúng không, mà chưa có nói đơn trị phối hợp đúng không? Có cái cô hỏi, cái cô nói ngôn ngữ hai rồi nên không kịp trả lời câu hai. Rồi ok nha, nên là nếu mà giả sử như trên trong cái trường hợp mà mình sẽ đưa là cái tuổi đầu tiên, nếu mà năm năm trước đó, thì mình sẽ là phối hợp thuốc được chưa, và sau cái tình sau 5 năm á thì cái tuổi cao lên rồi mình sẽ nói mình nên xem xét đơn trị thôi nha. Cảm ơn các bạn Kim Ngọc, Thị Hoa, Thị Trang, Mỹ Lệ và Hồng Vân đúng không? Các bạn có hình học nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Recording in progress. Tim nhanh nó sẽ làm có thể nó khởi phát những cái cơn tăng cơn đau thắt ngực hay nhồi máu cơ tim nha, ở những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch rồi đó thì nó rất là nguy hiểm, nên là mình lưu ý mình vô cái việc dùng chạy ngang canxi tái cũng nhanh nha, nên dùng cái giảm không thích kéo dài.
Rồi, cái mục tiêu tâm soát cấp cứu cũng đọc tự đọc được cô ạ. Chọn lựa thuốc cũng tự đọc, thường là chọn lựa thuốc cấp cứu là mình sẽ chọn mục tiêu để mình theo dõi, mình điều chỉnh, mình theo dõi, mình điều chỉnh được cái con số huyết áp. Điều trị các yếu tố nguy cơ, à, đây là cái bản khuyến cáo điều trị yếu tố nguy cơ. Mình chú ý dùm cô, các bạn sẽ thấy là cái việc điều trị yếu tố nguy cơ này nó sẽ đưa ra cho mình cái lời khuyên dùng statin, dùng statin nè, rồi dùng aspirin nè. Thì cô tóm tắt bằng cái slide này, cô tóm tắt bằng slide này đối với việc dùng aspirin liều thấp, tức là aspirin 81mg đó, để dự phòng biến cố tim mạch. Thì theo Hội Tim mạch Việt Nam, chỉ cần dùng aspirin liều thấp để dự phòng thứ phát biến cố tim mạch, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những bệnh nhân mà đã có biến cố tim mạch rồi thì khi đó mình mới dự phòng thứ phát. Thứ phát có nghĩa là sau ha, sau nghĩa là bệnh nhân đã có biến cố tim mạch rồi thì mình dùng cái viên này sau đó để tránh nó tái phát nè. Thì đó là việc khuyến cáo dùng aspirin thấp. Còn đối với việc dùng statin á, thì việc dùng statin nó sẽ phụ thuộc vào nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. Nguy cơ tim mạch rất cao là bắt buộc phải dùng liều cao, khuyến cáo dùng liều cao với mức lời đề mục tiêu là 70mg/dL. Còn cái mức còn lại thì dùng liều trung bình nha. Thì nếu mà có hỏi thì cô chỉ hỏi cái mức là nguy cơ rất cao, dùng liều cao chứ cô không có hỏi là đây là mục tiêu nha. Cái là đây là mục tiêu này sau khi các bạn đối lại lít máu chưa học rồi thì các bạn sẽ biết cái này. Rồi bây giờ là kế hoạch theo dõi. Kế hoạch theo dõi thì thường là mình sẽ theo dõi thăm dò bệnh nhân tái khám hàng tháng. Khi tái khám hàng tháng thì mình sẽ đo huyết áp này, mình hỏi bệnh nhân có gặp tác dụng phụ gì hay không, hoặc mình theo dõi chỉ số, quan sát tác dụng phụ của thuốc để mình xem xét bệnh nhân có viêm não hay không. Nếu mà sau một tháng bệnh nhân thấy là mình thấy vẫn chưa đạt được mục tiêu điều trị thì có thể là mình tăng liều cái thuốc đó lên, mình phối hợp thành thuốc. Còn đánh giá các tổn thương quanh nách thì thường bắt buộc phải ít nhất mỗi 2 năm mình phải đánh giá. Rồi đây là một số kế hoạch theo dõi. Thì cái bản này là cô lấy trong cái khuyến cáo thôi. Rồi đây là một số cái khuyến giáo dục bệnh nhân để tăng tuân thủ điều trị. Hay tăng tuân thủ điều trị thì cái này mình đưa vào cái phần mà lời khuyên cho bệnh nhân đưa, hoặc là cái chế độ như là dùng ngày một lần hay viên cố phối hợp đó, mình đưa vào cái phác đồ dùng thuốc. Hay còn cái việc mà tự theo dõi khác thì là mình đưa vào cái phần giáo dục bệnh nhân, căn dặn bệnh nhân khuyến cáo là nên có thiết bị theo dõi khác tại nhà, đó là để tăng tính tuân thủ điều trị cho bệnh nhân ha. Và đây là một số lợi ích khi dùng viên kết hợp, tức là một viên mà phối hợp hai hoạt chất đó các bạn, một viên mà phối hợp hai chất như có cái ưu điểm đó là tăng tính tuân thủ của bệnh nhân, giảm số lượng viên uống, tăng tính tuân thủ và giảm chi phí. Ngoài ra thì có những cái ưu điểm khác, khi mà phối hợp hai hoạt chất thì khi đó mình thấy là hai hoạt chất có cơ chế hiệp đồng tác dụng với nhau nên là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và khi mình dùng hai hoạt chất như vậy thì cái liều của mỗi thuốc nó sẽ thấp hơn và cái nguy cơ hoặc tác dụng phụ của từng thuốc nó sẽ giảm đi. Thì đó là cái lợi ích. Còn cái hạn chế thì chủ yếu là cái hạn chế về liều, về cái cách mà mình tăng liều hay giảm liều, điều chỉnh liều thì nó sẽ khó hơn khi mình dùng từng viên. Đây là một số biện pháp giáo dục bệnh nhân cũng như là những cái biện pháp can thiệp mong muốn mà cô đã nói trong lần trước rồi nha, các bạn tự xem đi cô. Rồi đây là chế độ ăn DAS. Thì chế độ ăn DAS là chế độ ăn, chữ viết tắt của này là các bạn, dietary approach to stop hypertension, tức là cái chế độ ăn dành cho người tăng huyết áp. Dành cho người tăng huyết áp thì các bạn thấy ở đây mình nhớ là thường cái bữa ăn nó sẽ chia thành ba phần, một phần nó là đến từ cái gì đó các bạn, một phần nó đến từ rau củ quả được, một phần đến từ rau củ quả, còn một phần là cái phần là carbohydrate thì nó sẽ đến từ những cái ngũ cốc hoặc là những cái tinh bột mà chẳng có khô vậy chẳng hạn, ngũ cốc nguyên cám chẳng hạn, thì đó là cái phần carbohydrate. Còn một phần còn lại đó là protein đúng không, protein cũng một phần ba còn lại. Nhưng mà trong một phần ba này các bạn thấy là chia đôi thì chia đôi ra 1/3 tức là 1/5, 1/6. Thì thường là 1/6 đó là những cái protein xuất phát từ những cái sản phẩm từ sữa và ít chất béo nha, thường là những sản phẩm từ sữa đã cắt béo rồi. Rồi còn một phần protein còn lại thì các bạn sẽ thấy là nó là cái đạm từ động vật đó, và cái đạm từ động vật thì thường khuyến cáo là nên ăn những cái đạm trắng như là từ thịt gà, cá thôi, trứng thôi. Chứ còn những cái thịt đỏ như thịt heo nó dấu nên các bạn thì khuyến cáo là ít ăn nha, ăn ít. Rồi còn một phần rất nhỏ thì cái đường và chất béo thì nên ăn với càng nhiều càng tốt. Thì đó là
Rồi cô hình dung cho nó chia ra một cái khẩu phần ăn cho một người, thì là mình sẽ chia thành từng mặt như vậy. Thì mình thấy là chủ yếu là cung cấp những cái chủ yếu là cái phần khẩu phần ăn của mình nó tập trung vào cái tăng cường rau củ quả, tăng cường rau củ quả, giảm chất béo, như là giảm những cái protein từ thịt đỏ. Thì đó là cái chế độ ăn dành cho người thích huyết áp. Đây là một số chế độ thay đổi lối sống và cái hiệu quả hạ huyết áp của nó. Thì các bạn đọc dùm cô, thì các bạn chú ý ở đây thì các bạn sẽ thấy là giả sử như nếu mà mình giảm cân được thì mình thấy là có thể maximum mình được 20 mét thủy ngân rồi ha. Nên là mới khuyến cáo một số bệnh nhân tăng huyết độ 1 đó thì có thể là chỉ cần dùng thay đổi sống thôi thì cũng có thể giảm được huyết áp rồi. Như việc hạn chế rượu bia cũng sẽ có thể giảm được huyết áp này, có thể dùng cũng có nữa ha. Chế độ ăn trong cái chế độ ăn cũng rất là quan trọng, chế độ ăn quan trọng sau cái việc giảm cân. Giảm cân thì có thể một số người cái việc giảm cân nó sẽ rất là lâu dài đúng không, nhưng mà chế độ ăn nếu mình thay đổi được hàng ngày đó, thì nó cũng sẽ giảm được cái huyết áp tốt cho bệnh nhân hơn. Rồi đây là chế độ ăn địa trung hải. Trong cái đấy, chế độ ăn địa trung hải thì cái hình này nó cũng mình thấy là cũng tương tự như cái chế độ ăn DASH luôn. Nhưng mà chế độ ăn địa trung hải có nghĩa là cái chế độ ăn nó xuất phát từ cái vùng miền địa trung hải. Thì cái vùng miền này nó có một cái nhấn mạnh đó là nên ăn những cái protein đến từ hải sản, đây là cá, những cái cá, rồi là từ sò hay là tôm gì đó. Thì họ có chế độ ăn là chủ yếu protein từ hải sản, ít những cái động vật như là bò hay là heo ha. Rồi chủ yếu là hải sản, và thêm một cái nữa là yếu tố tinh thần nữa, nên hoạt động tham gia các hoạt động xã hội, rồi như hoạt động xã hội hay là trong gia đình cũng nên cùng ăn cơm nhau chẳng hạn, hay là tăng tính cái nối kết gia đình với nhau. Thì cái việc tinh thần đó cũng sẽ giúp cho bệnh nhân bị bệnh tim mạch nó giảm được cái nguy cơ tim mạch ha. Vì trong cái đoạn đi tim mạch nó có nhấn mạnh đến cái việc để đổi tinh thần, hay là nó cũng khuyến cáo về việc dùng nước cũng như là dùng các chất kích thích, thì tức là chất có cồn đó, như rượu đó, thì cũng hạn chế theo cái khuyến cáo là nhỏ hơn 2 đơn vị, tức là maximum 2 đơn vị nam và 1 đơn vị nữ. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần sử dụng thuốc. Qua phần sử dụng thuốc thì cô sẽ nói 5 nhóm thuốc mà bạn nhắc tới nha. Trong đó 5 nhóm thuốc hiện nhóm AC và nhóm ARB là gồm chung lại với nhau. Thì ở đây cái hình này vẽ lên các nhóm thuốc có thể điều trị trong huyết áp luôn, trong điều trị bệnh lý tăng huyết áp luôn. Giả sử như là ngoài những nhóm mà cô đã nói trong khuyến cáo thì có thể có những cái nhóm người chủ bệnh alpha 2 nè, rồi hoặc là cái nhóm giảm mạch trực tiếp nè ha, hoặc là nhóm trẻ alpha 1 nè. Thường những cái nhóm này các bạn sẽ gặp trong cái trường hợp mà điều trị tăng huyết áp cấp cứu, hoặc là dùng trong kháng trị khi đã dùng 4 thuốc. Thì là dùng 4 thuốc, kể cả spironolactone này nó không được rồi thì khi đó mình mới dùng những thuốc này ha. Rồi đây là qua cái hình giải thích về cơ chế ACE và ARB. Thì đáng lẽ các bạn sẽ học được cái này rồi, nhưng mà cô phải nói lại cho các bạn. Có thể các bạn một số bạn quên bài, nhưng mà có thể là cái nhóm chị Xoa đó, nhóm chị Xoa dạy bài tim mạch này có thể là nhớ ha. Dạ, nhớ phải các bạn nhé, thì có thể là thật quên rồi đúng không? Quên không thì để cô nói lại. Cái này quen rồi cô. Quen đúng không? Quen lấy cái hình này làm cái tình đó cô. Bây giờ sẽ nói lại về cái cơ chế. Để khi mình hiểu cơ chế thì giúp cho mình hiểu được một số cái tác dụng phụ, cũng như là mình sẽ hiểu được cái tác dụng của thuốc nó như thế nào á. Rồi thì cái ACE hay ARB nói lại nha. ACE thì mình nhớ là có cái men chuyển tên là ACE. ACE viết tắt của nó là từ cái chữ là angiotensin convert. Convert là chuyển á, enzyme là men á, men chuyển á. Rồi thì cái men chuyển này nó sẽ chuyển từ angiotensin 1 đến angiotensin 2. Đây nè, ACE chuyển từ angiotensin 1 đến angiotensin 2. Rồi, angiotensin 2 này khi tiếp xúc với chủ thể của nó là AT1. Thực ra còn AT2 nữa, nhưng mà trong tăng huyết áp thì nó là AT1 thôi. Mình nhắc là AT1 thôi.
cụ thể của nó là AT1. Rồi khi mà tiếp xúc với cụ thể AT1 của nó tại các vị trí hệ thần kinh hay là thận thì nó sẽ gây ra những tác dụng gì? Như ở hệ thần kinh thì nó sẽ gây ra tăng hoạt tính giao cảm. Khi mình biết rồi, tăng hoạt tính giao cảm tức là nó sẽ tăng to mạch chẳng hạn, rồi là nó sẽ tăng phóng rất các chất thần kinh giao cảm, do đó nó sẽ làm tăng huyết áp. Rồi angiotensin 2 thì sao? Angiotensin 2 tác động trên thận nữa. Thì tác động trên thận thì nó sẽ làm nó tác động trên cái vỏ thượng thận, nó sẽ tăng tiết hormone, tăng tiết cái aldosterone, tăng tiết aldosterone, và aldosterone đồng thời với angiotensin 2 nó cũng sẽ tác động trên ống thận. Cái này là vẽ cái hình ảnh của ống thận nha. Thì tại cái ống thận này, tác dụng của aldosterone cũng như angiotensin 2 thì nó sẽ làm tăng tác phô natri nè, kéo theo nước nè, tăng tác phô natri kéo theo nước này, các bạn thấy không? Và tăng kéo theo cái natri và kéo theo nước, từ đó nó cũng sẽ làm tăng huyết áp nha. Rồi tiếp tục là nó không tác động trực tiếp trên mặt, nó cũng gây co mặt nha. Rồi tác động trên tuyến yên thì nó sẽ gây ra tiết ra hormone ADH, có nghĩa là cái hormone chống bài điểm á. Nó sẽ là ức chế cái việc bài tiết nước, do đó nên là cái việc chống bài điện rất là ức chế bài tiết nước, do đó nó từ đó nó cũng sẽ làm tăng cái thể tích máu của mình lên, nó cũng sẽ dẫn tới là cái việc bị tăng huyết áp. Do đó nên là các chị sẽ thấy là cái tác dụng của angiotensin 2 trên cái hệ thần kinh cũng như thể dịch của mình, nó sẽ làm tăng huyết áp. Đây à, tác động giữ muối nước, do đó nên là cũng đến tăng huyết áp. Rồi cái tăng huyết áp đó nó sẽ có một cái tác dụng ức chế ngược là cái thận nó giảm tiết cái renin, thì cái renin chính là cái mà nó chuyển từ angiotensin nogen thành angiotensin 1, chuyển từ angiotensin nogen thành angiotensin 1. Thì khi mà cái tăng huyết áp đó, cơ chế điều hòa đó thì nó sẽ giảm cái tác dụng angiotensin 2 lại. Đó là cái hệ RAA, hệ tự renin, angiotensin và aldosterone, hệ RAA. Thì cái hệ RAA này để mình ngăn chặn cái tác dụng của hệ RAA này, tức là mình sẽ giảm được huyết áp. Ngăn chặn tác dụng của hệ RAA tức là ngăn chặn trực tiếp cái tác dụng của angiotensin 2. Ngăn chặn tác dụng angiotensin 2 thì có hai con đường để ngăn chặn tác dụng angiotensin 2, đó là giảm tạo thành angiotensin 2, tức là dùng cái thuốc ức chế men chuyển, hoặc là mình sẽ ngăn chặn cái angiotensin 2 tiếp xúc với cụ thể AT1, tức là thuốc đối kháng với angiotensin 2 hoặc thuốc ức chế cụ thể angiotensin 2, được chưa? Thì đó là hai cái nhóm ACLB theo cơ chế là ức chế men chuyển từ angiotensin 1 thành angiotensin 2, còn thuốc ARB là thuốc đối kháng với angiotensin 2 tại cụ thể AT1. Từ đó hai cái nhóm thuốc này đều giảm tác dụng angiotensin 2, tức là làm giảm huyết áp. Rồi một số đặc điểm, đặc ưu điểm của nó là nó sẽ làm chậm tiến triển bệnh thành mạn, giảm nguy cơ tim mạch và ít những cái tác dụng bất lợi cho chuyển hóa đường và lipid. Về một số tác dụng phụ hay tác dụng không mong muốn cần nhắc tới của hai cái nhóm này, đó là tăng kali huyết của huyết áp và suy thận. Riêng cái ho khan phù mạch thì thường gặp cái nhóm ACI thôi. Cái ho khan là cái tác dụng phụ thường gặp nha, thường gặp của ACI nha, còn phù mạch thì rất ít gặp. Rồi còn đối với ARB thì cái ho khan phù mạch thì còn cực kỳ ít gặp hơn nữa. Rồi có hai bạn đưa tay có ý kiến gì không ta? Thì Trang và Thị Xoa. Nhóm em tìm hiểu thì ngoài cái cơ chế mà nó ức chế cái angiotensin ACE đó, nó ức chế chuyển angiotensin 1 thành angiotensin 2, nó còn có một cái cơ chế đó là nó ức chế sự thoái giãn bradykinin đó. Nó dẫn đến duy trì được nó làm giảm cái sự tăng huyết áp, nhưng mà chính vì cái yếu tố đó nó dẫn đến ho khan và phù mạch đó. Đúng rồi ha. Chị cũng đã nhắc nhớ là cái ho khan và phù mạch nó liên quan đến adenin đúng không? Adenin hết dạ. Đúng rồi. Và cái nhóm ARB thì nó ít bị hơn, còn cái nhóm ACE thì ADR nó nhiều hơn á. Rồi ok. Hay dạ, rồi. Dạ. Còn bạn kia giơ tay thì Trang có ý kiến gì không nè?
thì cha có kiến gì không? Hay là do giày nãy chưa bỏ xuống đúng không? Rồi thì như chị Trang mình nói thì liên quan đến Vladikimin đúng không? Mình thấy là cái ức chế men chuyển đó, ngoài cái ức chế men nó chuyển từ angiotensin 1 hay angiotensin 2, nó làm còn bất hoạt, nó còn có vai trò làm bất hoạt Vladikimin nữa. Nhưng mà mình cái men chuyển đó nó còn có vai trò bất hoạt Vladikimin nữa, mà khi mình dùng ACE là ức chế thì nó sẽ ngăn cái việc bất hoạt bradykinin, từ đó là tăng hoạt tính của bradykinin. Mà khi tăng hoạt tính của bradykinin thì chính cái chất bradykinin này nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ ho khan cũng như phù mạch, và thường là ho khan sẽ thường gặp hơn, và phù mạch thì nó rất ít gặp. Nói về cơ chế như vậy nên mình thấy là nói về cơ chế thì ARB sẽ coi như là về cơ chế sẽ không có cái tác dụng phụ là ho khan và phù mạch luôn nha. Nhưng mà trên thực tế theo khảo sát thì vẫn có, nhưng mà rất ít, ít hơn nhiều so với ACE. Do đó nên là khi mà người ta thấy là đọc cái tác dụng phụ là ho khan á thì thường người ta sẽ đổi qua dùng ARB, nha, đổi qua dùng ARB. Đó là nói về cái tác dụng phụ ho khan của mình. Ngoài ra còn có tăng kali huyết. Tăng kali huyết là các bạn coi lại cái tác dụng của angiotensin trên cái ống thận đó, trên ống thận đó, và khi mình ức chế cái tác dụng angiotensin 2 thì nó sẽ ngừng, nó làm tăng kali huyết. Cái đó có phải là do nó tạo thành cái, nó tăng cái thải trừ natri á thì nó sẽ tăng cái hấp thu cái kali lại đúng không cô? Đúng rồi, đây nè ha. Thì mình sẽ thấy là ở cái chỗ ống thận này nè, là nó đối ra mình học cái tác dụng aldosterone hay là tác dụng angiotensin 2 là nó tăng tăng tác thu natri đúng không? Tăng tác thu natri, thải trừ kali đúng không? Thải trừ kali. Nhưng mà bây giờ mình ngăn cái tác dụng này lại thì là sẽ có ngược lại. Ngược lại có nghĩa là sao? Là thải trừ natri mà lại ít thải trừ kali, tức là nó sẽ làm tăng kali máu. Được chưa? Cũng dựa trên cái cơ chế ha. Cô giải thích thêm cái ADR trên cái suy thận đó, tại vì tụi em tìm hiểu thì chỉ biết là nó làm hẹp động mạch, không có dùng nhiều cho bệnh nhân mà hẹp động mạch thận hai bên, nhưng mà cái cơ chế của nó thì em kiếm không có ra. Ok. Dạ. Mà bình tĩnh đi. Để uống miếng nước. Rồi. Tăng kali huyết nha. Rồi tiếp tục nữa là cái tụt huyết áp quá mức thì thường á là khi mà dùng liều đầu tiên á, khi dùng liều đầu tiên thì bệnh nhân sẽ đáp ứng tốt với cái thuốc này, đa số đáp ứng tốt với thuốc này, do là thuốc này nó tác động cho nhiều hệ, cả hệ thần kinh và hệ thể dịch nữa, nên là thường sẽ bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp. Còn thêm một cái tác dụng phụ nữa đó là suy thận. Suy thận thì cô giải thích sẽ lần tiếp theo. Riêng cái này thì cô nói một số cái như là ho khan, phù mạch có nó sự trí rồi, là phù mạch thì thường là các bạn phải ngưng thuốc rồi. Còn tăng kali huyết thì thường là mình sẽ theo dõi mình thấy khám bệnh nhân thì mình phải theo dõi qua chỉ số kali nè, nồng độ kali máu nè. Ngoài ra thì mình cần phải cảm nhận bệnh nhân một số cái triệu chứng tăng kali máu như là ngứa ran ở đầu chi chẳng hạn, hay là có rối loạn nhịp tim hay không, thì đó sẽ liên quan đến cái nồng độ kali này. Rồi đối với tụt huyết áp quá thấp á thì cô nói là thường xảy ra liều đầu tiên đúng không, nên là có thể là liều đầu tiên mình phải giảm nửa liều của bệnh nhân, nên giảm nửa liều, hoặc là mình dùng liều đầu tiên có thể là mình dùng liều trước khi đi ngủ thì nó cũng sẽ giảm nguy cơ té ngã ở những bệnh nhân lớn tuổi nha. Rồi bây giờ mình qua cái tác dụng không mong muốn. Còn nếu như mà bệnh nhân bị ho khan như vậy thì mình có nên là đổi thuốc khác không cô? Rồi, nếu bệnh nhân ho khan nha, thì trường hợp ho khan thì cũng thường gặp, nhưng mà tùy theo bệnh nhân có phiền toái về cái ho hay không nha. Có cho kiểu như là bị ho, khó chịu, không có thể chịu được thì mình phải chuyển qua ARB. Mình sẽ chuyển qua ARB ha. Được chưa? Thì cái sự trí ho khan là chuyển vậy là này. Mình phải đi khám bác sĩ để bác sĩ cho lại thuốc cho cô, hay mình đúng có rồi, thể là tự đổi được không? Khám bác sĩ cho lại thuốc chứ mình đâu có được tự động đổi nha, mình đâu được thay đổi đơn thuốc đâu, quy định đâu được thay đổi đơn thuốc đâu, phải đi khám bác sĩ nha. Tại vì mình chắc gì ho khan nó đã do cái thuốc ACE đúng không, nên là mình phải mình tốt nhất mình nên khuyên bệnh nhân đi khám bác sĩ để tầm soát coi ho khan có phải do nguyên nhân khác nào hay không chẳng hạn, nguyên nhân tại phổi nào khác hay không, nên là mình không có tự ý thay đổi nha. Rồi
Bây giờ mình qua cái suy thận. Thì cái suy thận là cái hình giải thích cơ chế là dựa trên hình này các bạn. Thì trên cái hình này thì các bạn thấy cái hình bên này đi. Cái hình bên này là ở trạng thái bình thường. Ở trạng thái bình thường thì ở đây là cô vẽ một cái tiểu quản thận, một cái đơn vị thận đó, thì nó sẽ có động mạch đến. Động mạch đến, động mạch đến cầu thận. Thì động mạch đến cầu thận đưa máu lên cầu thận sẽ được lọc và thải ra cái nước tiểu của mình. Nha, cái nước tiểu ở đây, đây là cái ống thận, chứa nước tiểu. Và đây là động mạch ra, động mạch đi ra. Sau khi nó qua cầu thận thì nó sẽ đi ra. Thì động mạch đến, cầu thận và động mạch ra. Còn đây là ống thận. Rồi, thêm một cái chú ý dùng con nữa đó là cái tác động trên cái động mạch đến có tác động của chất gì? Tác động trên động mạch ra của ống thận nó có chất gì? Và cái chất mình cần quan tâm ở đây đó chính là angiotensin 2. Tác động trên động mạch ra của cái cầu thận này. Thì khi tác động trên động mạch ra thì nó gây co hay giãn đây? Dạ co cô ơi. Co, đây thấy mũi tên chỉ vô không là co. Thì thường á là cái động mạch đến nó thường nó sẽ hơi giãn hơn so với động mạch ra. Để làm gì? Để cái động mạch ra nó hơi hẹp lại thì nó sẽ làm tăng được cái áp lực lọc trong này, tăng được áp lực lọc trong này, làm cho cái thời gian mà nó lọc trong này nó được dài hơn. Khi đó thì đưa nó cầu thận nó làm việc, nó có đủ thời gian cũng như là đủ cái áp lực để nó lọc được cái máu tới của mình. Khi đó sẽ ra được cái GFA nó bình thường. GFA là cái tốc độ lọc cầu thận, nó mức lọc cầu thận nó sẽ bình thường, normal ha. Rồi, còn khi mà mình sử dụng ACARB, khi sử dụng ACARB nha. Khi sử dụng ACARB tức là thuốc nó ngăn cản tác dụng angiotensin 2 đúng không? Khi mà ngăn cản tác dụng angiotensin 2 thì dẫn tới điều gì các anh chị? Cái động mạch đi này nó giãn ra hả? Động mạch đi hay động mạch? Đúng rồi, động mạch đi đó, động mạch đi. Đây là đế, đây là động mạch đến, động mạch đi. Gọi là đi. Động mạch đi ha. Rồi động mạch đi thì nó sẽ giãn ra. Động mạch đi nó sẽ giãn ra. Nhưng mà nó giãn đến cái mức nào? Nó giãn đến cái mức mà nó lớn hơn cái động mạch đến. Nếu mà nó giãn hơn cái lớn hơn mức lớn hơn cái động mạch đến. Ở đây cô vẽ thêm một cái thuốc là thuốc NSAID ức chế thuốc 2 á, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ là nó lớn hơn, tại vì nó sẽ gây giãn, nó sẽ gây co cái động mạch đến, nhưng mà bây giờ các bạn đừng có chú ý cái này, chú ý cái ACRB nó sẽ làm giãn cái động mạch đi. Khi mà giãn đến cái mức mà nó lớn hơn cái động mạch đến thì các bạn thấy là cái cửa ra của mình nó nhiều, nó rộng mở đúng không? Thì cái dòng máu trong này nè, nó sẽ thoát ra nhanh hơn và cái áp lực trong cái cầu thận này nó sẽ giảm. Áp lực lọc trong cầu thận này nó sẽ giảm. Cái áp lực lọc trong cầu thận này nó sẽ giảm khi đó nó không đủ đảm bảo để đảm bảo cái tốc độ lọc nữa. Không đảm bảo cái tốc độ lọc, từ đó cái mức lọc của mình nó cũng sẽ giảm. Mà khi cái mức lọc của mình, tốc độ lọc cầu thận của mình giảm thì đó là chính là tình trạng suy thận. Cái tình trạng giảm GFA mà đột ngột giảm xuống thấp hơn á, thấp hơn, thường là thấp hơn 30% á, thì có thể là mình đã nói cái tình trạng đó là có tình trạng suy thận cấp rồi. Suy thận cấp, cái mức giảm GFA và mức giảm đột ngột GFA này là do cái áp lực lọc trong cầu thận nó giảm đột ngột, và áp lực lọc trong cầu thận giảm đột ngột xuất phát từ cái nguyên nhân dùng ACARB, nó làm giảm nhiều ra cái động mạch đi, giảm động cái động mạch đi, làm cho cái dòng máu trong này nó đi nhanh hơn và cái áp không tạo đủ cái áp lực trong cái cầu thận này, được chưa? Thì khi đó có thể dẫn tới cái tình trạng là suy thận cấp. Rồi, nói về cái tính chất mà phản ứng có hại suy thận này á, thì thường lúc đầu bệnh nhân có thể dùng ACARB, thì đa số bệnh nhân thì có thể giảm nhẹ GFA do cái giãn mạch này, nhưng mà cái tình trạng này nó sẽ tự hồi phục và cái mức giảm GFA nó sẽ không có nhiều, dưới 30% nó không có nhiều và nó sẽ tự hồi phục trong vòng vài tuần. Cái đó mình có thể là mình nhận dạng là mỗi khi tái khám thì mình sẽ đo tái khám sau một tháng mình có thể đo lại cái mức GFA này thôi.
còn cái tình trạng mà suy thận cấp thì nó sẽ dẫn tới là nước tiểu huyết cũng như là dẫn tới hóa lại đường mạch cho bệnh nhân, thì khi đó mình bệnh nhân cần phải đến cơ sở y tế liền ha, phương thuốc và cơ sở y tế liền. Và cái tác dụng mà không mong muốn suy thận cấp này nè, nó sẽ trầm trọng hơn khi mà mình phối hợp với NSAID, với NSAID ức chế cấp 2. Do cái NSAID ức chế cấp 2 nó làm co động mạch đế, làm co động mạch đế, nó làm tăng chênh lệch giữa cái dòng máu đến và dòng máu đi, nó lại càng giảm cái áp lực lọc hơn nữa. Rồi vậy hiểu chưa ta? Rồi được chứ chị sao ơi? Dạ được rồi cô ơi, cảm ơn okay, cô. Rồi dạ. Cô nói lên cái hình này luôn. Cái hình này á thì đối với bệnh nhân bình thường thì các bạn sẽ thấy giảm xếp A, giảm áp lực lọc nó không có được, không có tốt nha. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà đã có bệnh thận á, đã có bệnh thận hoặc là có tiến triển biến chứng thận thành bệnh nhân đái tháo đường á, thì những bệnh nhân này á là cái tính chất là áp lực lọc trong cầu thận nó là lớn rồi, nó lớn rồi. Nhờ nên khi dùng ACRB nó có tính chất làm giảm áp lực lọc thì nó lại tốt cho những bệnh nhân có bệnh thận nha. Đây mình mới thấy là lợi ích nó là giảm tiến triển bệnh thận là do vậy, là do nó giảm áp lực lọc cho cầu thận ở những bệnh nhân này nha. Rồi bạn người tham khảo mình vừa qua thuốc CCB. Qua thuốc CCB cơ chế của nó là gì? Cơ chế CCB là chẹn tinh canxi. Chẹn tinh canxi tức là mình nhớ là chẹn tinh canxi là chẹn cái dòng canxi từ ngoại bào vào trong nội bào. Và chẹn tinh canxi này ở đâu? Tinh canxi thì có thể là mình thấy nó ở cơ trơn mạch máu hoặc là ở cơ tim. Thì khi ở trơn mạch máu nó sẽ làm giảm cơ trơn mạch máu. Chẹn canxi nha, làm giảm cơ trơn mạch máu, cơ chế giảm như thế nào? Còn theo dõi trong phần cơ chế học là nhiều lý coi lại cho cô nha. Còn bên trên cơ tim, ngoài cái việc mà nó sẽ giảm co cơ tim thì nó còn cái tính chất quan trọng, nó sẽ làm giảm dẫn truyền nha, tác động trên nút chuyển phát nó sẽ làm giảm dẫn truyền tim. Và cái tính chất là tác động trên tim hay trên mạch nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc của nó. Cấu trúc có nghĩa là chẹn canxi kia thành nonbilirubin hay là bilirubin á, thì cái thuốc nonbilirubin thì nó sẽ tác động cụ thể trên tim hơn, nó có tác dụng là giảm nhịp tim, giảm mạch vành. Do đó nên là nó phù hợp cho những bệnh nhân mà có tình trạng đau bất ngờ, rung nhĩ. Và tính cái tác dụng mà giảm nhịp tim này, nên là khi mình dùng với beta blocker thì mình cũng phải cân nhắc, tại vì nó có nguy cơ là block tim, là nguy cơ ngưng tim, tức là giảm dẫn truyền nhiều, không có làm cho tim không có bóp luôn đó ha. Rồi qua cái CCB dilodin thì chia thành hai cái tác dụng, đó hai nhóm, đó là tác dụng ngắn và tác dụng dài. Tác dụng ngắn chúng tôi đã nói là nifedipin, amikadipin, nó tên vai ngắn, thì khi đó mình sẽ dùng cái dạng kéo dài, còn dùng dạng phóng thích kéo dài. Còn tác dụng dài như amlodipin thì mình sẽ thấy là được dùng nhiều hơn, mình thấy dùng nhiều hơn cho bệnh nhân tăng huyết áp, mà nó có cái tác dụng phụ mình cần lưu ý, đó là nó bừng mặt này, nhức đầu này. Hay tin nhân phản xạ thường là do cái cơ chế là giãn mạch hết, cơ chế giãn mạch, như giãn mạch ở những bộ phận nhỏ mạch thì nó sẽ gây rõ mạch ha, ở vùng mặt, ở đầu thì trong đầu mình thì nó sẽ gây nhức đầu. Còn phụ ngoại đi thì nó cũng là do tình trạng giãn mạch luôn, nhưng mà cái tình trạng giãn mạch này ở cái hệ thống bao mạch, ở những cái chi xa, đặc biệt là chi ở chân của mình đó. Ở chân của mình thì cái hệ thống, cái ngay cái chỗ giao hệ thống giữa cái hệ thống mao tiểu động mạch giao với cái tiểu tĩnh mạch, đúng không? Cái hệ thống tiểu tĩnh mạch giao tiểu động mạch giao với tiểu tĩnh mạch, thì tại đây CCB nó sẽ tác dụng như thế nào? Nó sẽ tác dụng là nó sẽ làm giãn cái tiểu động mạch, nhưng mà nó lại không giãn cái tiểu tĩnh mạch. Thì nó làm sao? Anh rất nhiều cũng nghĩ sinh ra các bạn khác cũng sớm nha. Thì cái việc mà giãn động mạch nó nhiều hơn giãn tĩnh mạch, nó dẫn tới là các bạn thấy là cái chỗ này nó rộng nhưng mà chỗ này nó lại hẹp đi, thì khi đó là cái dòng máu giao từ cái động mạch qua tĩnh mạch này nó không được, nó làm tăng cái áp suất ở chênh lệch giữa hai cái này, thì từ đó nó đẩy cái dịch của mình ra ngoài cái mô kẽ nha. Nó tăng cái áp suất và nó đẩy dịch ra ngoài mô kẽ, từ đó là nó gây ra cái hiện tượng là phù mạch vi, hiện tượng là phù á.
Và phù mắt cá chân là cái vị trí mà mình hay gặp chỗ với cái tác dụng phù mặt này, phù mặt vi này của CCB. À, và cái biện pháp mà để xử trí ấy, thì về cái việc hiệu quả thì thường mình sẽ dùng kết hợp với ARB hoặc là ACE, thì khi đó mình sẽ cân bằng lại cái việc giãn giữa của cái động mạch, cái tĩnh mạch, khi đó nó sẽ giảm cái tình trạng phù của bệnh nhân. Rồi tiếp tục ha, mình qua thuốc lợi tiểu. Để qua thuốc lợi tiểu thì mình chú ý dùng cô thuốc lợi tiểu thiazid này, hay lyazid là đường ưu tiên dùng trong các cầu điều trị ha. À, thuốc lợi tiểu quai, thì do cái tác dụng lợi tiểu của nó rất là lớn, mình dùng ít tác dụng được. Còn thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali thì chỉ mình dùng cho một cái trường hợp thôi. Chơi tự xem nha. Rồi một số tên thuốc phải nhớ dùng cô nha. Thi thì có thể là cô sẽ hỏi tên nhóm, cô sẽ hỏi tên thuốc chẳng hạn. Đưa ra thuốc nào ưu tiên cho bệnh nhân này chẳng hạn thì cũng sẽ học tên thuốc. Nên là mình học tên thuốc, mình học nhóm tên nhóm, mình học tên thuốc dùng khuôn khác. Giả sử như lợi tiểu khoai học dùng cho cô mỗi furosemide. Lợi tiểu thiazid, ngoài cái chữ thiazid thì nhớ rồi đúng không? Nhớ dùng cô indapamide và clothalidone. Thì indapamide và clothalidone chính là cái thuốc lợi tiểu tương tự thiazid. Tương tự có nghĩa là sao? Tương tự có nghĩa là tác dụng thì tương tự, nhưng mà cái cấu trúc thì không phải là cấu trúc thiazid. Nếu mà ha, cái tinh natri, amiloride ha, khối kháng aldosterone như là spironolactone. Rồi thuốc lợi tiểu thiazid. Thuốc lợi tiểu thiazid thì mình thấy là nó nằm trong cái khuyến cáo rồi đúng không? Và trong đó thì có cái nhóm như cô đã nói, cái nhóm mà tương tự thiazid là loxaridone hoặc là indapamide, thì nó có nhiều chứng cứ hiệu quả hơn so với hai cái thuốc còn lại. Cho đó nên là khuyến cáo vẫn là ưu tiên nên dùng cái loxaridone hay indapamide hơn. Một số cái ưu điểm của nó thì các chị tự đặt dùng cô, cái này tự đặt đấy nha, tác dụng phụ cũng tự đặt dùng cô nha. Lợi tiểu tiết kiệm kali, thì mình nhớ dùng cô cái spironolactone thôi. Nó dùng trong cái gì? Trong trường hợp tăng huyết áp trị đó, khi dùng 3 thuốc rồi mà vẫn không đáp ứng được thì mình sẽ dùng spironolactone trước. Có một số cái lưu ý là tăng kali máu thì hiểu rồi nha, nó tiết kiệm kali mà nên là nó sẽ tăng kali máu. Tránh được một bệnh nhân suy thận nha. Do thường là mình sẽ do nguy cơ cái tăng kali máu này sẽ tăng cao hơn thì cái hiệu quả sẽ không được bằng những bệnh nhân mà bình thường ha. Lợi tiểu khoai thì thường sao? Lợi tiểu khoai thì thường mình sẽ dùng trong những trường hợp mà tăng huyết áp kèm suy tim, trung huyết hoặc suy thận đó, nó có cái tình trạng ứ nhiệt đó, thì khi đó mình mới dùng lợi tiểu khoai thôi. Rồi bảo liều tham khảo dùng cô. Bây giờ qua nhóm thuốc beta blocker. Qua nhóm beta blocker thì nói lại cơ chế. Beta blocker gọi là chặn beta đúng không? Chặn beta mình gọi là nhóm ức chế thụ thể beta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại các thụ thể beta, ở đây là một thụ thể nha. Cái thụ thể, cái viên xanh xanh này là thuốc nè. Cái viên xanh xanh này nó sẽ chặn vào cái thụ thể này. Nó ngăn không cho những cái chất có tính giao cảm như là epinephrine hay là norepinephrine tiếp xúc về thụ thể beta. Từ đó nó sẽ ngăn tác dụng hoạt tính giao cảm của những cái chất này thì đó mình, thế nên mình mới gọi là thuốc chặn beta, nó sẽ ức chế, nó sẽ ngăn không cho những cái chất có hoạt tính giao cảm tác dụng tại thuốc chặn beta. Tác dụng của nó thì sao? Tác dụng của nó thì thường mình sẽ thấy beta blocker đó, mình thấy là nó sẽ chặn được thể hay nhắc tới thuộc thể beta 1 thì sẽ beta 2 đúng không? Thuộc thể beta 2 thì mình nhớ là nó hay ở cơ trên phế quản đúng không? Thì chặn được thể beta 2 nó sẽ gây co thắt cơ trên phế quản, còn chặn được thể beta 1 thì nó sẽ dẫn đến cái tác dụng mà mình dùng trong tăng huyết áp này. Trên tác dụng beta 1 bình thường mình học hay ở tim đó, thì nó sẽ làm chậm nhịp tim, giảm những truyền, giảm co bóp cơ tim rồi thì từ đó cũng sẽ giảm huyết áp. Nhưng ngoài ra mình thấy là beta 1 nó còn ở những cái ở thận nữa, ở những cái tế bào cạnh của thận ở những thận này, thì nó sẽ làm giảm cái tiết renin, nó làm giảm tiết renin, từ đó nó cũng làm giảm cái tác dụng của hệ RA, từ đó nó cũng sẽ gây giảm huyết áp. Rồi ngoài ra thì có một số beta blocker thế hệ mới, nó có đặc tính là giãn mạch nữa. Đặc tính giãn mạch nó xuất phát từ cái tính chất là nó chặn cái thụ thể alpha 1 ở mặt, chặn cái thụ thể alpha 1 ở ngoại biên, hoặc là nó làm tăng sinh sản dụng của NO. Cái NO này nó có tác dụng là giãn mạch. Từ đó, từ hai cơ chế đó thì một số beta blocker nó có đặc tính là nó giãn mạch nữa. Thì từ đó cũng sẽ tác dụng làm giảm huyết áp.
Rồi về phân loại như cô đã nói là phân trên chọn lọc hay không chọn lọc beta, beta 1 hay beta 2, chọn lọc hay không chọn lọc. Và thường là trong huyết áp thì mình nên dùng cái dạng là chọn lọc beta 2, à, chọn lọc beta 1, chọn lọc beta 1. Trong cái chọn lọc beta 1 này hoặc là không chọn lọc thì người ta còn phân ra một cái đặc tính, đó là đặc tính ESA, đặc tính gọi là hòa tính giao cảm nội tại. Và tính giao cảm nội tại á, mình thấy là mình ghi là chữ beta agonist. Beta agonist có nghĩa là chủ vận thuộc thể beta, chủ vận thuộc thể beta. Thì mình thấy là beta blocker có hoạt tính giao cảm nội tại, nghĩa là một số cái beta blocker khi bệnh nhân ở trạng thái nghỉ ngơi, ở trạng thái trầm lắng, tức là cái trạng thái mà cái hoạt tính đối giao cảm chiếm ưu thế, thì khi đó beta blocker lại thể hiện hoạt tính giao cảm. Tức là nó thể hiện cái hoạt tính tương tự như epinephrine hay norepinephrine. Nó không có ức chế thượng thể beta nữa mà nó lại chủ vận trên thượng thể beta. Thì những cái beta blocker này nó có cái đặc tính là ở những bệnh nhân, ưu điểm cho những bệnh nhân mà bị chậm nhịp tim á, ở bệnh chậm nhịp tim thì ưu điểm cho những bệnh nhân này nó sẽ gây ít chậm nhịp tim hơn. Thì khi đó thì mình có thể ứng dụng những cái beta blocker có hoạt tính giao cảm nội tại. Rồi đây là cái phân loại này. Và đây là thêm một cái bài phân loại khác, thì là trẻ chọn lọc beta 1 cái nào, hay là có tính trẻ delta là cái nào, hay là có hoạt tính giao cảm nội tại là cái nào ha. Thì một số thuốc nào mình nhớ thì cô để phía sau, cái slide phía sau cô có nêu tên. Trẻ thanh dầu thì thường là mình nhớ một số cái thanh dầu như là thanedilon hay là granulon, thường là nó sẽ có cái tác dụng phụ trên thần kinh trung ương nhiều hơn, trên thần kinh trung ương nhiều hơn ha, như là rối loạn giấc ngủ hay là ác mộng gì đó, thì nó sẽ nhiều hơn. Hoặc là những cái này nó có thể ứng dụng trong điều trị đau nửa đầu á. Rồi beta blocker thì là nó là cái thuốc, nó là cái thuốc không gluten bằng cái ACE/ARB, CTP và những loại ketoacid, đúng không? Nó chỉ được dùng cho một số đối tượng nguy cơ đặc biệt thôi, bạn nhớ dùng cô ha. Và nhớ khi dùng beta blocker thì mình ưu tiên dùng beta blocker chọn lọc trên beta 1. Nhưng mà cái tính chất chọn lọc trên beta 1 này nè, thì nó sẽ giảm dần theo liều, nó không phải giảm dần theo liều, tức là gọi là liều, khi mình sử dụng liều càng cao thì cái tính chất chọn lọc nó càng giảm. Liều càng cao thì tính chất chọn lọc nó càng giảm. Do đó nên là khi dùng liều cao mình cũng cần phải chú ý đến cái tác dụng không mong muốn trên cơ trên phế quản, là tăng không hết cơ trên phế quản nha. Đó là cái tính chất cần nhớ đối với thuốc chạy chọn lọc trên tại beta 1, nó có thể bị mất đi khi liều tăng. Còn một số cái beta blocker có hoạt tính giao cảm nội tại như pindolone, acetylcholine thì nó có cái ít lợi, cô nói là ít gây chậm nhịp tim, thích hợp cho bệnh nhân suy tim, nhịp tăng chậm. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có cái khuyến cáo nào đưa ra cái hướng dẫn cụ thể hết. Một số beta blocker giãn mạch, giãn mạch ở đây á là cái đặc tính này cô nói á, thì những cái beta blocker này nó có cái ưu điểm là nó giảm được cái huyết áp trung tâm. Giảm được huyết áp trung tâm có nghĩa là nó sẽ giảm được cái huyết áp ở ngay cả những cái mạch máu lớn, hoặc là mạch máu lớn như là cái động mạch cảnh, hay là động mạch chủ ngực, hay động mạch chủ bụng, nó giảm được những cái động mạch lớn đó luôn à, thì nó cũng sẽ giảm được cái tình trạng xơ cứng động mạch ở những cái tình ở những cái động mạch đó. Rồi về một số tác dụng phụ thì sao, thì chú ý một số tác dụng phụ cho cô là ba cái dòng đầu tiên thì bắt buộc phải nhớ nha, buộc phải nhớ, đó là khi mà mình ngừng thuốc đột ngột thì mình có thể xảy ra cái nguy cơ là tăng huyết áp hồi ứng. Đối với những bệnh nhân mà đã dùng thuốc beta blocker lâu dài, khi dùng beta blocker lâu dài thì nó có tình trạng là nó sẽ, cơ thể mình nó sẽ có tình trạng nó sẽ là tăng sản sinh cái thụ thể beta. Khi mình sử dụng chế beta lâu dài thì cơ thể mình sẽ tăng sản sinh thụ thể beta. Khi mình dừng á, khi mình dừng beta blocker nó sẽ có một cái lượng epinephrine và norepinephrine, nó tiếp xúc với một lượng lớn cái thụ thể beta đó, tiếp xúc với lượng lớn thụ thể beta đó, nó dẫn tới là mình sẽ bị tăng huyết áp, kích thích tim tăng huyết áp. Do đó nên là khi mà dùng cái beta blocker này mình gần thì mình phải ngừng từ từ, ngừng từ từ, có nghĩa là mình giảm nửa liều trong vòng một tuần, sau đó một tuần tới mình giảm nửa liều tiếp nha.
Rồi thêm một cái nữa sao cơ là đây không chọn lọc cái con thách kết quả thì nó hài rồi. Thêm một cái nữa cần nhớ đó là che giấu dấu hiệu đường huyết là run và tim nhanh, do cái beta blocker nó kẹn cái cục thể beta, nó ngăn cái tác dụng, ngăn cái tác dụng là run tim nhanh khi mình bị tụt đường huyết. Khi bị tụt đường huyết thì có cái cơ chế hồi ứng nó sẽ là kích thích tim của mình á, thì nó làm cho mình có triệu chứng là run tim nhanh. Nhưng khi mình dùng beta blocker thì có thể những người đó nó không có triệu chứng đó, nên là thường những bệnh nhân đó mình phải khuyên là theo dõi cái triệu chứng khác như là cả mồ hôi chẳng hạn. Rồi thêm một cái nữa là những cái bệnh nhân mà cần chú ý cái này đó là những bệnh nhân có nguy cơ bị tụt đường huyết. Có nguy cơ bị tụt đường huyết đó là những cái bệnh nhân mà đái tháo đường nè, đang dùng insulin nha, đang dùng insulin không kiểm soát tốt được đường huyết, thì khi đó thì bệnh nhân nó bắt buộc phải lưu ý cái này. Một số cái tác dụng phụ khác, thì các bạn đọc cùng cô ha. Cô cũng không có hỏi đâu, ít hỏi. Rồi bản đồ tham khảo câu 2, một số lưu ý chống chỉ định là bắt buộc phải tương đối, nó cũng xuất phát từ cái tác dụng không mong muốn thôi, cũng đọc ra thôi. Một số nhóm thuốc khác cũng đọc qua nhiều cô ha, ba tham khảo ha. Rồi F3 hôm nay nhé là xong rồi. Có dài quá các bạn, có nhiều quá không, bình thường không? Thì còn ai còn thích không? Không thích cô. Hai ngắn gọn mà cô. Recording stopped. Rồi thì bài này là ngắn nhất trong những bài đã học từ đầu giờ tới giờ. À vậy hả? Ừ. Tại không có giải lao. Tại không có giải lao hả? À, cô cũng muốn học ngắn gọn thôi cô. Tức là cái khuyến cáo của Hội Sinh học Việt Nam nó còn có một số vấn đề khác mà cô cũng chắc là bớt á. Các chị nào muốn tìm hiểu thêm á thì mình lên mạng mình gõ cái hướng dẫn điều trị tăng huyết áp của Hội Tim mạch Việt Nam 2018 sẽ ra một cái bản full luôn. Ở đây thì cô chắc lọc những cái tinh túy nhất thì cô hướng dẫn các anh chị, với lại cô cũng muốn các anh chị tự học trên lên nữa, tự học trên lên một số thông tin nữa. Bài này thì cô theo cô thấy thì là ngắn nhất và nội dung đơn giản nhất so với những cái bài như là hen hay là đái tháo đường hay là đúng là lý huyết máu. Trời ơi, những cái bài đó thật là kinh khủng, đúng không anh chị? Dạ dày cũng kinh khủng thôi. Em hỏi cái mà mình điều trị cái tăng huyết áp vậy, một còn cái hạ huyết áp thì như thế nào cô? Tụt huyết áp hả chị? Dạ, huyết áp luôn thấp á. À, huyết áp luôn thấp. Thì thường cái huyết áp luôn thấp thì người ta khuyến cáo có thể dùng những cái phương pháp như là mình sẽ uống, mình nên ăn mạnh nè, hay là mình uống chè đặc nè, uống chè đặc nè, thì thường là có những cái biện pháp đó mình nên sử dụng trước. Còn cái việc dùng thuốc thì mình nên hạn chế, vẫn có những cái thuốc mà kích thích giao cảm thì vẫn có thể dùng được cho những bệnh nhân mà hạ huyết áp thì huyết áp quá mức thấp quá. Cái này mà cứ thấp liên tục thì nó có nguy cơ gì không cô? Thấp với là cái huyết áp nó cũng thấp nữa. Thấp thì là cái tình trạng mà thấp nó còn nguy hiểm hơn là cái tăng nữa đó nha. Nên là cái tình trạng thấp đó nó làm cho mình, tức là cái cơ mình hiểu là cái huyết áp mà thấp quá, tức là cái việc tưới máu cho những cái cơ quan nó rất là kém, rất là kém. Thì thường là bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, rồi là không có kiểu như là không có tập trung được công việc gì đó, thì đó là cái mức nguy hiểm. Còn nguy hiểm nữa thì có thể là nó giảm cái oxy ở tưới máu ở mô đó nha. Cái đầu chi chân tay nó hay bị lạnh. Ừ, đúng rồi đó, đúng rồi. Hai mô cái tình trạng giảm tưới máu của mình hết á. À, nên là có thể thường là cô thấy áp dụng những cái như là ăn mặn nè, hay là uống chè đặc nè ha. Hoặc là buổi trước có anh chị cũng đã hỏi rồi, thì cô có như thôi có nghe cái đặc biệt chè đặc hả? Chè đặc là trà đặc đó hả cô? Ừ, đúng rồi. Cái huyết áp của em mà bình thường phải uống được ly cà phê vào thì nó mới được là 100/60. Đúng rồi, 100/60 cao rồi đó chứ. Nó dao động đấy, được uống cà phê vào rồi đó, còn không thì nó ở mức 80 mấy, cho nên hoặc là huyết áp tương trương thì nó chỉ dao động khoảng 40 mấy đến 50. Thì đó, nên là có thể là mình uống nghe đặc, uống cà phê cũng được, mà cà phê thì nó sẽ rất rất hơi nhiều. Cô, nếu mình có nên tập thể dục không cô? Tập thể dục? Người tụt huyết áp hả? Dạ. Vẫn nên tập thể dục nha. Sợ tập xong rồi mệt quá rồi
tập thể dục tập thể dục nhẹ nhàng thôi, tập thể dục nhẹ nhàng thôi chứ cũng không phải là không vận động gì ha. Cô ơi, cho em hỏi là ví dụ như em thấy bữa bệnh viện á, là bác sĩ cứ thấy người già là cứ cho CCB, trong khi mình vẫn chọn được những bốn thuốc kia mà, một trong bốn thuốc kia mà, chứ cứ vô là em thấy là bác sĩ là cứ cho CCB trước. Tại sao cô? Sẵn liên quan hỏi đến ví dụ CCB, em cũng thấy rất là nhiều người sử dụng amlodipine. Nhưng mà hôm bữa em có nghe thầy Hùng nói á, là nếu mà sử dụng cái nhóm này á, 5DHB á, là phải chú ý DHB là phải chú ý đến cái tần suất tống máu. Nhưng mà hiện nay là bác sĩ cho chưa có đúng. Mà cái tần suất tống máu thì em cũng chưa có hiểu hết, nên cô giải thích thêm lúc này. Mình tính liều dựa theo công suất tấn hóa IF á. Không rõ là dùng cái amlodipine hả? Đúng rồi, thầy Hùng nói là amlodipine đầu tiên là dùng bifedipine nếu mà công suất tấn máu của mình như dưới 50 nè. Em không nhớ rõ, dưới 50 thì 45 thì có nói chú ý trên những bệnh nhân nào không? Hay bệnh nhân người bệnh nhân nào nói hết? Không, thầy nói là thường là những cái loại thuốc này là khi mà chỉ định đọc cả cái hướng dẫn sử dụng đi, người ta cũng khuyến cáo là sử dụng theo tính liều rồi sử dụng cho bệnh nhân là theo công suất tống máu, tức là công suất bao nhiêu thì mới sử dụng nife, công suất bao nhiêu mới dùng amlo. Nhưng mà hiện nay thì em không thấy cái điều đó. À rồi, thì cô thấy cũng hiện nay cô cũng thấy là đa số là nên khuyến cáo dùng cái amlo hơn là cái nife. Cái nife thì thường mình phải dùng cái tác dụng kéo dài đó, thì cái công suất tống máu thì có thể là do cái ảnh hưởng của cái việc mà cái CCB nó giãn mạch, nó làm giãn mạch vành cũng như là giãn những cái mạch máu ở ngoại biên á, thì cái tác dụng giãn mạch đó nó có thể nó sẽ làm nó phụ thuộc vào cái tình trạng tưới máu của tim của mình như nào, phân suất tống máu của mình có tốt hay không, để đảm bảo cái việc giãn mạch đó nó không có ảnh hưởng đến cái việc mà tưới máu ở mô á. Cái phân suất tống máu mà nó giảm quá thì cái việc giãn mạch nó sẽ làm giảm cái việc tưới máu ở mô nữa, nên là nó không có tốt cho những bệnh nhân mà phân suất tống máu giảm đó. Cô nghĩ là có thể là do bữa thầy Hùng nói là nếu mà phân suất tống máu mà nhỏ hơn 60% á mà dùng bifedipine thì sẽ gây suy thận, còn nếu như mà phân suất tống máu mà nhỏ hơn 53% á là dùng felodipine, từ 45-50% là dùng amlodipine. Vì cái cô mới có biết là có cái phân suất tống máu nó ảnh hưởng đến cái việc dùng thuốc CCB thôi, nhưng mà cô cũng chưa có tìm hiểu là nó nhỏ hơn bao nhiêu thì dùng cái thuốc gì cũng như gì, thực chất là cô cũng chưa có tìm hiểu cái tính chất đó nữa. Cô chỉ biết là cái ảnh hưởng phân suất tống máu thôi, là do cái việc là tưới máu cũng như là cái việc là cái CCB nó giảm mạch á. Còn cái giảm hơn bao nhiêu thì để cô tìm hiểu thêm nha. Thì Hùng là giảm trong bài nào ta? Cô nghe lại coi nào. Cái bài tim mạch đó chứ. Tim mạch. Dạ. Cô có phải đây, nhưng mà thầy giảng thì vĩ mô lắm, thành ra tụi em chỉ em nhớ lúc đó thầy nhấn mạnh về các cái phân tâm máu để sử dụng cái các thuốc chỉnh trên canxi nhóm cái. Cho nên là nếu như mà cứ bắt đầu vô mà cho dùng bifedipine mà không sử dụng phân tâm máu mà nhỏ hơn 60 là chắc chắn là suy thận, là không, tức là bệnh nhân sẽ bị tử vong. Rồi đó, con số tống máu thì thầy mới đưa ra cái bảng là nếu như con số tống máu mà nhỏ hơn 60% không dùng bifedipine, nhỏ hơn 50% là thường á. Rồi. Tại vì cô thấy nếu mà trên mặt lâm sàng thì thường á là cái CCB nó cũng sẽ có chỉ định cho những đối tượng bệnh nhân nào. Nếu có những cái đối tượng bệnh nhân, giả sử mình sẽ sàng lọc trước đối tượng bệnh nhân nó có vấn đề gì về tim hay không, khi đó mình mới nên xem xét cái phân số tống máu. Chứ còn cô thấy đa số cái cô đọc những cái hướng dẫn sử dụng thì ít cái mà nó mình tức là trong cái hướng dẫn sử dụng trước cô đọc đó là chưa thấy có cái đề cập đến phân số tống máu, mà cô chỉ nghĩ là mình nên đề cập đến phân số tống máu đó ở những cái đối tượng bệnh nhân nào đó thôi, một số đối tượng đặc biệt đó thôi. Tại em thấy là cái phân số tống máu này giống như là những trường hợp như bệnh nhân theo dõi lâm sàng và những ca nhập viện theo dõi ở nội trú thì mới sẽ để những cái phân số tống máu này để nhân thường, còn nếu như mà hàng tháng định kỳ tái khám mà cái phân số tống máu thì nó sẽ không chính xác để làm cái cho uống cái chuyện trên canxi cái loại mình đi phê hay amlo. Rồi, bây giờ cô thử đọc cái hướng dẫn sử dụng thuốc một cái amlodipine trên cái kênh
trên cái kênh thông tin thuốc của anh nữa ha, nó có ghi gì nha, đọc cho chúng ta. Xem lo đi đi. Tức là cô đang xem cho các bạn một cái trang thông tin thuốc về Amlodipine ha. Thì mình sẽ thấy trong cái cô đọc sơ qua cái phần mà có cái phần thận trọng á, thận trọng thì có thận trọng đối với bệnh nhân suy tim, mà có thể là nói đến cái phân tích tổng máu đó, nhưng mà họ dựa trên cái suy tim, mức độ suy tim là 3 và 4 thôi, chưa có vitamin các bạn. À, thì thường là bệnh nhân suy tim nè, bệnh nhân suy tim nè, à, thì người ta nói có thận trọng thôi, chứ trong cái phần vấn đề sử dụng vẫn là chưa có cập nhật cái kiến thức của thầy, không cập nhật cái kiến thức của thầy cùng nói là về phụ thuộc vào phân tích tổng máu, ngay cả cái việc liều lượng. À, không, có hôm bữa thầy giảng thầy cũng có nói là hầu như ở Việt Nam là rất là ít các bạn nên đọc tới cái vấn đề này đó, thì ít không, tại ở Việt Nam ít rồi, nhưng mà nên cô mới đọc trong cái của anh này, của trang của anh luôn, cũng không có thấy, cũng nói chung cũng không có nói đến cái vấn đề là phân tích tổng máu đó. Cô chỉ biết là sao. Em hôm bữa giảng thì nghe giảng thì thầy cũng nói là hầu như Việt Nam là không có bác sĩ nào nói về vấn đề mà phân tích tổng máu này này kia, chỉ có kê thôi, còn sau này đó thì để cho bác sĩ tim mạch giải quyết, chứ còn không bác sĩ vấn đề đó. À, tức là do thầy Hùng bị áp hết cái việc đó đúng không? Em Hùng nói ví dụ mà không dùng cái Captopril dạng ngậm ở trong cái trường hợp cấp cứu, không dùng Nitroglycerin, cũng không dùng Captopril luôn, thì em không hiểu là cái này như ý thầy nói vậy thì mình dùng cái gì trong cấp cứu mà với bệnh nhân tăng huyết áp cao đột ngột đấy. À, thầy nói là Captopril á là nó là dạng tiền dược, mà tại sao lại đi sử dụng cái dạng mà ngậm dưới lưỡi? Tại vì muốn cái tiền dược nó chuyển thành dạng có hoạt tính á, nó phải qua cái citron gan á, nó chuyển hóa đi mà. Hiện nay lại dùng cái dạng ngậm, thế nó là bất bệnh. Đúng là biết thôi. Đúng là trên quan điểm dược lý và quan điểm dược lên sàn nó hơi đối chọi nhau xíu. Thường là có thể là thầy sẽ dựa trên cái nghiên cứu dược lý đúng không? Còn như cô nghiên cứu về lâm sàng là thường là dựa trên cái chứng cứ lâm sàng, người ta đưa ra những cái khuyến cáo như thế nào thì mình sẽ sử dụng theo khuyến cáo đó. Chứ thực chất là cô cũng chưa có nghiên cứu kỹ cái cơ chế dược lý là như thế. Thì nói là hai bên đều uống như nhau. Đúng rồi, câu thường nói của thầy Hùng đúng không? Cho nên là bác sĩ kêu bệnh nhân hết, bệnh nhân khen bác sĩ giỏi, và bác sĩ bệnh nhân hết thì bệnh nhân khen bác sĩ giỏi, nhưng mà thật ra không biết cái cơ chế của nó là cái gì. Đúng rồi, thầy Hùng rất là nghiêm về cơ chế, nó nói toàn là nói về cơ chế thôi á. Còn khi mà cô nghiên cứu về lâm sàng thì cô ít nghiên cứu về cơ chế rõ như thầy Hùng á, nên là có những cái bạn về thì cô cũng phải nghiên cứu lại, chứ cô cũng không biết luôn. Nên là do biết, nên là cái phần mà thuốc mà chạy ngân xe mà dùng cho những bệnh nhân phân suất tổng máu như thế nào thì thường là trên lâm sàng là dựa trên cái tình trạng suy tim của bệnh nhân đó như thế nào. Chứ còn về đọc nhiều cái thông tin thuốc trên này thì không có nói về cái đó ha, nên là hỏi cô cũng hơi bí. Rồi nên là các bạn không hiểu về cái đó hay sao, hay là tại vì em thấy là nếu mà theo như vậy á, dựa vào phân tích tổng máu người nọ, nhưng mà thực tế thì mình lại thấy là không thấy làm vô làm áp dụng được. Ngay cả như thế này nè, ngay cả cô dạy các bạn hướng dẫn điều trị thôi, nhưng mà thực tế cũng không thấy làm luôn đó. Đúng rồi, em cũng không thấy cô nói. Rồi thực tế ở ngoài là em thấy những người lớn tuổi á, hầu hết là cho anh lo. Thực tế cho anh lo thì cô cũng không biết là sao
trong chưa những cái thuốc khác nó cũng ưu điểm, nó rất là ưu điểm, nó có phải ăn nó rẻ tiền hơn hay không? Ngày xưa ăn lo là nhất, nhưng mà sau này thì mấy thầy nói là những cái thuốc như ACE, ARB gì đó nó sáng ngôi rồi, nhưng mà thực tế thì mình vẫn thấy là người ta kêu ăn nhiều vậy đó, ăn nhiều dạ. Không biết thực tế mình tiếp xúc không có nhiều, thực tế có thể là do cái kinh nghiệm người ta truyền đạt những cái bác sĩ với nhau ấy chị, nên là hoặc do cái thực tế bệnh nhân, tức là thực tế cái kinh nghiệm của bác sĩ dùng trên những cái bệnh nhân mình tiếp xúc đó như thế nào á, thì có thể là do kinh nghiệm của họ nữa. họ cũng không có phụ thuộc vào cái lời khuyến cáo nào của những cái hiệp hội nào đó, mà họ mình tin tưởng vào cái kinh nghiệm của mình á. Thực ra là họ sẽ điều trị bằng kinh nghiệm trước, sau khi cho bệnh nhân khám và nếu cải thiện không có cải thiện tình trạng nó mới xem xét mình nên đổi thuốc hay không, hay là còn tiếp tục cái gì thì kia, chứ còn thật em thấy đâu có theo cái phác đồ mà của khuyến cáo đưa ra đâu. nếu mà thực chất mà các bạn có tham gia những cái hội thảo á, tham gia những cái hội thảo những bệnh viện lớn thì họ vẫn thông tin tuyên truyền về những cái phác đồ rất là nhiều nha, những cái hội thảo á, những bệnh viện như bệnh viện Đại học Y Dược hay là bệnh viện Tim Mạch Hà Nội thì họ có cập nhật, mình có những cái hội thảo là dựa theo khuyến cáo hết đó nha, chứ không có. Còn cái kinh nghiệm của bác sĩ thì thường họ không có, tức là chưa có cái chứng cứ hoặc chưa có cái dữ liệu lâm sàng nào để mà nói hết, nên là chỉ là truyền tay nhau và truyền nghề từ người này qua người khác thôi, nên là cô cũng không thể nào mà nói về cái vấn đề đó được ha, nó dựa trên kinh nghiệm của họ. Còn nếu mà mình ở gần những vị bác sĩ đó thì có thể mình hỏi thêm thông tin về cái thông tin đó họ xem xét như thế nào, thông tin đó họ nhận xét như thế nào về việc dùng ăn lo ở người già chẳng hạn, đúng không? Vấn đề gì về sức khỏe con còn Huy, em thấy trường hợp có nhiều bệnh nhân á, người bệnh là ví dụ như trẻ tuổi cũng có rồi, năm mấy sáu mấy, nhưng mà lúc nào họ đo huyết áp cũng rất là cao nha, 106, 108 luôn, nhưng mà cơ thể của họ rất là khỏe mạnh bình thường, không có gì hết. Là gì, bạch hầu gì không cô? Có chứ, như cô đã nói rồi đó, là huyết áp tăng, huyết áp có thể là không có triệu chứng, nhưng với con số huyết áp mà nó lớn hơn 140/90 là đã có ảnh hưởng rồi nha, đã có ảnh hưởng trên đến những cái cơ quan đứt rồi, như là tim chẳng hạn, như là thận chẳng hạn, là đó có ảnh hưởng rồi. Nhưng mà sẽ tùy người cái diễn tiến bệnh chứng đó, cái diễn tiến biến chứng đó nó kéo dài đến bao lâu thì nó sẽ bộc phát nha. Nên là mình thấy không có triệu chứng nhưng mà vẫn có những cái nguy cơ về các biến cố ở những người có cái chỉ số huyết áp lớn 140/90 rồi nha. Được chưa? Mình có nha, nên mình khuyến cáo người đó đi khám và điều trị nha. Dạ, dạ, em cảm ơn cô. Rồi. Rồi, có gì còn nói gì nữa, không có ý kiến gì nữa. Các bạn mới học cái phần dược lý của người dùng đây hả? Tại sao mà mình nhớ dữ vậy? Lâu rồi cô, tiết 2 học lâu rồi. Học lâu rồi nhưng mà thi thì cũng cách đây tháng chứ mấy nhỉ? Dạ, thi cách đây tháng là video của thầy Hùng. Năm thứ thầy Hùng. À, vậy đó hả? Rồi. Thì cô, như cô thấy thì thầy Hùng đã cứu kỹ rất kỹ cái dược lý, nên là thầy có những ý kiến cũng rất là chung là thầy nghiên cứu sâu, nên là có những ý kiến rất là khác biệt so với những nhà dược lâm sàng khác. Thường là như cô là cô nghiên cứu dược lâm sàng, hay là bác sĩ thì thường là tập trung vào cái khuyến cáo, tập trung vào khuyến cáo họ đưa ra những cái gì, chứ cũng không tập trung vào dược lý sâu như được như thầy Hùng để đưa ra được những cái ý kiến nó sâu sát như vậy, sâu sát như là phụ thuộc vào phân xuất trong máu như thế nào đó. Còn gì nữa bác? Chị Hoa Lý hôm nay có đi học hả? Đi học không? Dạ có, dạ có cô ơi. Vậy giờ có nghe em vậy? Dạ có. Rồi, anh nghe đầy đủ hết cô ơi, sợ lắm luôn. Ok. Dạ em cảm ơn cô. Rồi bạn đang có ý kiến gì nữa ha? Dạ thôi, tại thấy cô cũng mệt á, cô bay bệnh đúng không?
có gì mình cũng kết đi, rồi có gì mình không hiểu tụi em sẽ nhắn lên trên group tụi em hỏi. Ngày thứ bảy chủ nhật thì ngày nào cô cũng dặn em ru gì như vậy hết trơn á. Thầy nói cái ngày đó nó dạy nhiều quá nên là cô nói không có nổi. Đến ngày chủ nhật là cô nói không nổi nữa rồi. Trọng vô hàng luôn rồi kìa. rồi. Cô ơi, mai mốt tụi em chương trình bài cá mà cô có gì cô hỗ trợ giúp em, tụi em với. À, làm báo cáo về tâm huyết áp hả? Dạ, thuyết trình đó cô, thuyết trình tại vì nhóm em á trúng bài huyết áp á cô. Cô nhớ là làm báo cáo tình huống chứ đâu có thuyết trình đó. Dạ, dược lý cô. À, dược lý cô. À, dược lý thuyết trình hả? Dược lý thuyết trình thì tập trung vào cơ chế. Không, thì khi mà thực dược lý nếu mà thuyết trình đó thì nên tìm những cái video clip nói về cơ chế để cho các bạn dễ hiểu và thầy cô cũng sẽ cho điểm cao á. Thì cũng đừng nói như cô. Đừng nói không như cô là điểm không cao đâu nha. Nhóm có tìm video chưa? Nhóm em có tìm được tại nhóm em nói C2B cái ARB, ACE đó thì cũng có tìm mấy cái clip của khoa dược thôi chứ cũng không dám lấy kia đó kia tiếng Anh không mà để mất công việc sức nữa. Cái à, đúng rồi, đúng rồi cô. Cái nhóm trình dạ. Có video clip rồi đúng không? Dạ có. Bây giờ mình giải thích điều chỉnh video clip đó, mình giải thích được cái cơ chế nó trước. Khi đó mình mới nói thêm một số chỉ định cũng như tác dụng không mong muốn. Yêu cầu của bộ môn qua thực hành dược lý chỉ là các bạn phải nắm cơ chế và tên thuốc. Đó là cái yêu cầu quan trọng nhất. Sau đó mình học thì mình mới học thêm về chỉ định như là tác dụng, một số tác dụng phụ. Rồi, vậy nha, cô kết thúc cuộc họp nha. Dạ, à, chào cô ạ. Chào cô ạ. Cô nói cái cộng điểm cho mấy bạn nha cô. Đây cô cộng điểm cho những bạn như là Phương Thảo, Mỹ Lệ, Thúy, Kim Ngọc, Thị Hoa, Thùy Trang, Mỹ Lệ, Hồng Vân và chị Xoa. Còn ai thiếu không ta thì cô ghi thêm. Cái khúc đầu em thấy bạn Phượng bạn nói về mấy cái nguy cơ hả? Nguy cơ mà có thể cái gì yếu tố nguy cơ mà có thể gì đó thay đổi luôn á. Có thể thay đổi à? Không thể hả? Thì bạn nào nói chứ có thể ta? Có thể là Thúy với Phượng á. Dạ không thể thì cô động viên với bạn đi cô. Cô ơi, tại vì bạn Trường Giang nữa. Bạn đó bạn tên gì? Bạn đó không thấy cô. Tại cái đó thường cô gọi từ trả lời được cô mới lấy. Ủa bạn Giang trả lời đúng đó. Bạn Giang nó có trả lời cái gì đâu. Giang ơi, ngay cái đầu á. Đầu 1. Ai hả? Bạn Giang đâu rồi? Tên Giang đâu rồi? Trường Giang, Trường Giang á. Rồi ok ha, Trường Giang đúng không? Dạ vô duy đi cô ơi, chứ môn này khó cũng khó lắm cô. Khó đâu, môn này không khó đâu mà. Rồi được rồi ha. Rồi dạ, đúng không? Dạ cảm ơn cô. Ai nữa không? Rồi ha, rồi. Cô em ha. Thank you.